Vào khuya ngày 10 tháng 2, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 19 giờ tối cùng ngày, một thanh niên làm nghề shipper chạy xe máy trên quốc lộ 1K theo hướng từ Đồng Nai đi cầu vượt Linh Xuân. Khi xe qua địa bàn phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An thì xảy ra va quẹt với một xe máy khác. Sự việc khiến nam shipper ngã ra đường. Cùng lúc này, xe 16 chỗ di chuyển đến đã cán qua người khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nam shipper đã không qua khỏi. Danh tính nam shipper được xác định là anh Phạm Thành B, sinh năm 1997, quê Tây Ninh. Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, phương tiện của nạn nhân nằm giữa đường. Riêng chiếc xe máy xảy ra va quẹt trước đó đã rời đi. Được biết, chiếc xe khách 16 chỗ đang chở khách từ Đồng Nai đi An Giang để dự đám cưới thì gặp tai nạn.